Em chào mừng cả nhà đến video của em ngày hôm nay cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với anh chị em mình một cái dòng dendrocát mini, mà dòng này thì hiện tại vườn cây đang nụ rất là nhiều. Anh chị mình mua về mình chơi Tết được luôn. Dòng cát mini nha cả nhà. Cây này là cây tú cầu vàng anh chị ha. Thì em một chút xíu em sẽ lên cái cây tú cầu đỏ để anh chị em tham khảo ha. Còn đây là cây tú cầu vàng. Tú cầu đỏ thì có một cây nó có cái hoa nở rồi, nó đang nở. Còn cái túi cầu vàng thì nhiều. Đây là túi cầu vàng nha cả nhà. Dòng này xuyên hoa cực kỳ. Thì ở đây em quay sơ cho anh chị mình thấy là cái mặt bông thằng này là cách chuẩn ha. Dòng này rất là xuyên hoa và đặc biệt là cái hoa nó nở là rất là nhiều. Đây đây đây, một chùm này ba cái bông. Cái này đáng lẽ là mình phải tách ra mình sửa là sửa bông ha, xếp lại. Đó thì dòng này thì hoa nó cũng rất là đẹp nha cả nhà. Cái lưỡi nó rất là đẹp ha. Chị tham khảo nha. Ở đây là túi cầu vàng, chậu một chậu hiện tại em đang bán là 150 ha, 150k cho một chậu. Đây một chậu như thế này nữa cả nhà, nó rất đẹp nha. Dòng này thì bông hiện tại thì một chùm, bông chùm nha, không có bông lẻ gì anh chị. Cái này không có phải là cây cây bông cách bông to, cho nên cái bông một chùm vậy, chùm là ba bông, nó rất là đẹp ha, chùm ba bông. Lâu lâu nó còn chùm năm bông nữa cả nhà, này chùm này bốn bông nè. Nhưng mà ít lắm, tỷ lệ ba bông nhiều một chùm ít lắm, nhưng bông nhiều thì nó chen chúc nhau, nó hơi 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 nhỏ bông chút xíu vậy ha. Tới như này nó chưa bung nha cả nhà, dòng này nó chưa bung nha, nó bung nó còn đẹp nữa. Đây có cái cây này bốn nụ nè, cây này cũng bốn nụ rất là nhiều luôn. Anh chị đặt hàng thì liên hệ giúp em ha. Hiện tại em đang ship cho anh chị mình là cây hàng có hoa luôn, hàng có hoa đến gì mình về chơi luôn ha. Còn đây là cây tú cầu đỏ nè, em quay cho anh chị mình tham khảo dòng tú cầu đỏ rất là đẹp nha. Túi cầu đỏ anh chị ha. Em có một chậu, anh chị nào đặt thì liên hệ thì cũng 150 chậu luôn nha. Em có một chậu thôi. Rồi cảm ơn anh chị mình đã đến với video của em ngày hôm nay anh chị. Thì cái nhà mình thắc mắc về cách chăm á, thì cái nhà